Các bạn đang nghe podcast King Share Space. Chia sẻ thông tin tài chính, Nga nêu điều kiện tiên quyết cho việc gia nhập BRICS, nhiều quốc gia xếp hàng chờ gia nhập. Trong bối cảnh BRICS nhóm các nền kinh tế mới nổi bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đang ngày càng gia tăng ảnh hưởng trên trường quốc tế, nhiều quốc gia đã thể hiện sự quan tâm và mong muốn gia nhập nhóm này. Đáng chú ý, trong vài tuần qua, Zimbabwe, Thái Lan, Malaysia và Colombia đã chính thức công bố kế hoạch tham gia BRICS. Tuy nhiên, để gia nhập, các quốc gia cần đáp ứng một số điều kiện tiên quyết do Nga đề ra. BRICS mở rộng sức hấp dẫn toàn cầu. BRICS đã chứng minh được vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hợp tác thương mại và đầu tư giữa các quốc gia thành viên. Hiện tại, BRICS đang tìm cách mở rộng và thu hút thêm các quốc gia mới. Nga, một trong những thành viên sáng lập của BRICS, đã nhấn mạnh rằng bất kỳ quốc gia nào muốn gia nhập BRICS đều phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt nhằm bảo vệ sự ổn định và mục tiêu phát triển chung của nhóm. Điều kiện tiên quyết từ Nga để gia nhập BRICS: ổn định kinh tế và chính trị. Các quốc gia cần duy trì sự ổn định trong hệ thống kinh tế và chính trị để góp phần vào sự phát triển bền vững của BRICS. Cam kết hợp tác phát triển. Nga yêu cầu các quốc gia ứng viên cam kết đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, năng lượng, cơ sở hạ tầng và khoa học công nghệ. Chính sách đối ngoại độc lập. Nga nhấn mạnh rằng các quốc gia phải có chính sách đối ngoại tự chủ, không phụ thuộc vào các khối cường quốc khác. Điều này nhằm đảm bảo tính độc lập và bền vững của nhóm. Bốn quốc gia chính thức công bố kế hoạch gia nhập BRICS. Trong vài tuần qua, bốn quốc gia lớn đã công bố ý định gia nhập BRICS, bao gồm Zimbabwe. Quốc gia châu Phi này đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ BRICS để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua hợp tác trong các lĩnh vực tài nguyên và cơ sở hạ tầng. Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á có nền kinh tế phát triển. Thái Lan mong muốn gia nhập BRICS để đẩy mạnh xuất khẩu và đầu tư vào các dự án hạ tầng quốc tế. Malaysia. Malaysia kỳ vọng sẽ mở rộng hợp tác thương mại và kinh tế với các quốc gia BRICS, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ và năng lượng. Colombia. Quốc gia Nam Mỹ này đặt nhiều hy vọng vào sự hỗ trợ từ BRICS trong việc phát triển năng lượng và các dự án phát triển hạ tầng. BRICS đang ngày càng mở rộng sức ảnh hưởng và thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, để gia nhập BRICS, các quốc gia cần đáp ứng những điều kiện tiên quyết từ các thành viên sáng lập như Nga. Với sự gia tăng của các quốc gia đăng ký tham gia, BRICS có thể tiếp tục mở rộng và trở thành một nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới. Việt Nam có thể hưởng lợi rất nhiều nếu gia nhập BRICS nhóm các nền kinh tế mới nổi gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Dưới đây là những lợi ích tiềm năng mà Việt Nam có thể đạt được khi gia nhập BRICS. Tăng cường hợp tác kinh tế. Việt Nam sẽ có cơ hội mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư với các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Brazil và Nam Phi. BRICS là nhóm các quốc gia có tốc độ phát triển nhanh, giúp Việt Nam tăng cường xuất khẩu và tiếp cận các thị trường mới. Việc hợp tác này sẽ giúp Việt Nam thúc đẩy các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghệ và dịch vụ. Phát triển cơ sở hạ tầng. BRICS có các chương trình hỗ trợ tài chính lớn, đặc biệt thông qua Ngân hàng Phát triển mới, New Development Bank, do các nước BRICS sáng lập. Việt Nam có thể tiếp cận nguồn tài chính này để đầu tư vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng như đường xá, cầu cống, nhà máy điện, giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội. Thúc đẩy hợp tác năng lượng. Việt Nam có thể tăng cường hợp tác với các nước BRICS trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là với Nga và Brazil, hai quốc gia có tiềm năng lớn về dầu khí và năng lượng tái tạo. Việc này sẽ giúp Việt Nam đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, giảm bớt sự phụ thuộc vào một vài đối tác lớn và phát triển các nguồn năng lượng bền vững. Thúc đẩy phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các quốc gia BRICS, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, là những quốc gia hàng đầu thế giới về công nghệ và đổi mới. Việt Nam có thể học hỏi và hợp tác trong việc phát triển các ngành công nghệ cao, từ trí tuệ nhân tạo, AI, công nghệ thông tin, cho đến công nghệ sinh học. Điều này có thể nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh của Việt Nam trong khu vực và toàn cầu. Tăng cường sức mạnh chính trị và đối ngoại. Gia nhập BRICS sẽ giúp Việt Nam tăng cường tiếng nói và ảnh hưởng của mình trên trường quốc tế. BRICS là một khối có ảnh hưởng lớn trong các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO, và G20. Việt Nam sẽ có cơ hội tham gia sâu hơn vào các cuộc thảo luận và định hình chính sách toàn cầu về thương mại, kinh tế và chính trị. Mở rộng quan hệ ngoại giao. Thông qua BRICS, Việt Nam sẽ củng cố và mở rộng mối quan hệ ngoại giao với các cường quốc mới nổi,
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác kinh tế và chính trị với các nước ngoài khu vực ASEAN. Điều này có thể giúp Việt Nam duy trì và thúc đẩy sự ổn định khu vực, đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng trong các vấn đề quốc tế. Phát triển giáo dục và đào tạo. Các nước BRICS đều có các chương trình hợp tác giáo dục và đào tạo với các quốc gia đối tác. Việt Nam có thể tận dụng các cơ hội này để nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Hợp tác này sẽ giúp cải thiện nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động quốc tế. Đẩy mạnh phát triển bền vững. BRICS cam kết mạnh mẽ với các mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm giảm thiểu biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xanh. Việt Nam có thể học hỏi và hợp tác với các nước trong nhóm để thực hiện các chiến lược phát triển bền vững, giảm thiểu tác động tiêu cực từ công nghiệp hóa và phát triển đô thị hóa. Việc gia nhập BRICS sẽ mang lại nhiều cơ hội kinh tế, chính trị và phát triển bền vững cho Việt Nam. Tuy nhiên, để tối ưu hóa lợi ích này, Việt Nam cần có chiến lược hợp tác linh hoạt và phát triển lâu dài, đảm bảo sự cân bằng giữa lợi ích quốc gia và lợi ích của các thành viên trong nhóm BRICS.